Rồi. Cây này là Siêu mình bông bình lại. Cái này cô chú mình ơi, Tết ha, là hoa nở là full cây luôn nha cả nhà, từ trên xuống dưới luôn ha. Nó bắt đầu cho những cái nụ kim nha cả nhà. Cây rất là sung khỏe luôn nha. Cái tàn này cô chú. Trời ơi, từ trên xuống dưới nha, lợp đặt kẹo luôn, nói ấm chung nó tàn. già mùa rồi, có đơm rồi nên giờ có nụ kim luôn nha cả nhà. Dạ nè, nụ kim quá trời luôn nè. Đó, xuất đó, sắc cây luôn. này mà cả nhà Tết siêu tầm gì là quá trời bông luôn. Dạ, giờ là về mình chỉ chăm thôi chị Trâm ha. À đúng rồi em. Dạ em kính chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh Phúc An ha. Dạ rồi, hôm nay thì em có ghé bên vườn mai của chị Trâm cô chú. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 6 ha. Em tiếp tục đồng hành cùng vườn mai chị Trâm. Thì hôm nay chị Trâm lên một số cái mã số để giao lưu với cô chú anh chị mình á. Mong là cả nhà mình xem clip và ủng hộ cho vườn nha. Chào chị Trâm nha. Chị chào em. Chào khán giả hôm nay đang xem kênh của Phúc An. Hôm nay mình có giao lưu một số mã số mai. Mong cả nhà xem và ủng hộ cho vườn. Dạ. Mình đọc số cái điện số thoại liên của hệ. Mình là dạ. 0378 898 338. Dạ. Cũng là số Zalo của mình luôn nha cả nhà. Dạ rồi. Hôm nay mình lên mã số 1 đi cho Trâm ha. Mã số 1. Hôm nay là ngày 16 nha cô chú. Cô chú mình nhớ ngày giùm em nha. Ồ cây này đẹp quá. Cái này cây bình lợi chứ đâu. Siêu bông bình lợi nha. Dạ đây siêu bông bình lợi luôn cả nhà mình. Đó. Củ đế khá đẹp luôn nha. Rồi em nhờ chị Trâm đo thông số ha. Hoành của nó là 17, 18 nha. Dạ 18. Cái củ của nó cũng nó 39. Rồi hay cô chú. Chiều cao ngày xưa phơm đẹp cô chú. Chiều cao 54 nha. Dạ. Tán ngang là 68. Rồi. Mã số 1, một cây siêu bông bình lợi ha. Cái cây này củ đế đẹp cô chú anh chị. Hàng thành phẩm bonsai cho cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Rồi mình báo giá em chị Trâm ạ. Cái này mình giao lưu giá 1,5 triệu bao ship nè, đi luôn nguyên chậu luôn. Dạ, 1,5 triệu bao ship cho mã này cô chú ơi, ship luôn chậu ha. Theo là mã số 2 nha cô chú mình. Số 2 luôn. Giống này giống siêu bông Sài Gòn em. Dạ siêu bông Sài Gòn luôn cô chú ơi. Cái điều em thích nhất ở vườn chị Trâm cô chú anh chị, mọi thứ tất cả đều chỉnh chu hết nha. Từ cây nha, xử lý đế rất là ok nha cô chú. Và vô chậu nè. Toàn là cây thành phẩm cho cô chú anh chị mình sưu tầm thôi ha. Rồi mình báo giùm em cái thông số của cây siêu bông Sài Gòn là chị Trâm đo những cái nha. Dạ. Quần của nó là 17 nha. Dạ rồi. Cái củ của nó, củ đó cũng lạ lắm nha em. Dạ. Củ này cũng ngộ. Nó giống có duyên cô chú à, giống như một cái con rắn bò hay là hình thú nè. Hình thú sao? Do mình tưởng tượng ra nha cô chú anh chị. Tổng bộ đế nó là 51 nha. Dạ, cái tàn khá đẹp nha cả nhà. Rồi, báo giá anh em luôn chị Trâm. Cây này mình giao lưu giá 1,4 triệu nha. Bao ship đi luôn nguyên chậu luôn. Dạ, 1,4 triệu nha cả nhà ơi. Bao ship luôn chậu cô chú, siêu bông Sài Gòn giống cô chú Sáu luôn ạ. Okay. Tiếp theo là mã số 3 chị Trâm ha. Này cây gì chị Trâm? Cây gì siêu bông bình lợi em. Dạ rồi, để em cho cả nhà mình xem nha. Tất cả cái đế của nó nha. Cây này khá đẹp đấy cô chú anh chị. Nào, em sẽ quay những cái cốt nha. Cây này ghép mà, tầm khoảng chừng 7 tháng rồi chị Trâm. Cây này mùa rồi em. Một mùa luôn ha. Có dạ. Đồ mà. Ôi cái cây này đúng rồi. Cốt quá trời bự thế cô chú mình. Nào. Cây này siêu bông bình lợi đời đầu nha cả nhà. Dạ đời đầu luôn. Tàn quá đẹp ha. Rồi chị Trâm đo thông số gì Trâm. Hoành của nó là hoành nó là 20 nè. Dạ hoành 20 luôn. Cây đẹp quá cô chú. Bộ đế của nó dài quá mình đo đây. Như một con gắn bò nha. Dạ. 72. 72. Cái này là thành phẩm rồi nha cả nhà. Mình đo mấy cái tàn luôn. Mình đo tàn cho cả nhà nắm nha. Dạ. Chiều cao của nó là 50. Chiều dài của nó là 80, 8 mấy mình nhưng mà tính 80 đi. Tính 80 ha. Rồi chị Trâm xoay giùm em ha, cho cô chú mình xem rõ cái phong cây. Siêu đẹp luôn nha cả nhà. Đẹp. Cả nhà xem mà thấy cây này là chắc là ưng ý liền, nói chung nó độc lạ. Ừ. Rồi mình báo giá em cây này. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 1,7 triệu bao ship nha. Đi cái phong chậu luôn. Cái này là phong bay hả chị Trâm? Bay bay. Cái này chắc bay bay nhưng mà để hỏi thợ lại. Hỏi thợ lại nha. Mình nói ở đây thì nghệ nhân nhiều lắm. Nhưng mà thấy nó đẹp ha. Nói chung cây là đẹp chung là được rồi. Đúng rồi. Sữa có duyên nha cả nhà. Dạ sữa có duyên lắm cô chú. Nè mình tưởng tượng ha, Tết sẽ có nguyên một cái thảm hoa ở đây nha cô chú mình. Rồi xuống mã luôn nha cả nhà ơi. Số tiếp theo là mã số 4 ạ. Số 4 anh chị Trâm. Số 4 em. Dạ rồi. Số 4 này là cây siêu bông Sài Gòn. Đây cô chú mình. Siêu bông Sài Gòn nha. Giống của chú Sáu Bình Dương nha cả nhà. Cái này mình ghép được bao lâu chị Trâm? Ghép một mùa rồi em. Dạ, cây một này mùa. Có đơm hết à. Hàng dạ, đơm. Hàng đơm. Để em cho cô chú mình coi cái tàn ha. Cái tàn nó rất là nhạt tàn cô chú ha. Nào,
tàn ấm tàn hết luôn cả nhà. Dạ rồi, mình đã thông số mẹ mày chị. Vành của nó là 18 nha. Dạ rồi. Chiều dài của nó là 50. Chiều cao của nó 50 nha cả nhà. Dạ. 8057. Dạ, mình xoay em ha. Nói chung cây này đẹp lắm nha cả nhà, tàn ấm mà đế cũng độc lạ nữa nè. Dạ, siêu bông Sài Gòn của chú này. Rồi báo giá mẹ mình chị. Cái này mình giao lô giá 1.4 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ, 1.4 triệu hết cô chú anh chị mình ơi, với cây siêu bông Sài Gòn ạ. À, những anh nào thích bonsai là cây này là mê liền. Dạ. Tiếp theo là mã số 5 ha. Mã số 5 một cây siêu bông Bình Lợi nha cả nhà. Dạ. Để mình đo thông số cho cả nhà nắm. Đế đẹp cô chú. À, cái củ của nó là 20, ô hoành của nó là 20 nha cả nhà. Dạ rồi. Tổng một đế của nó là 70. Dạ. Chiều cao của nó là 51 nha cả nhà. Dạ. Bay của nó là 67. Rồi, xem em ha. Đây cô chú ơi, siêu bông Bình Lợi nha. Cái dáng khá là duyên luôn cô chú anh chị. À, cái bộ đế nó giống như cái bàn tay, tưởng tượng vậy thôi. Dạ. Chứ cũng tùy theo mọi người nhìn đó. Rồi hả cô chú. Cây nói chung là cây bên chị Trâm, cô chú mình cứ yên tâm về giống ha, về chất lượng nha. Cây là bao khỏe mạnh, chị Trâm mới lên giao lưu cho mình nha cô chú anh chị. Rồi, mình báo giá em luôn. Cái này mình giao luôn cả nhà, giá 1.7 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ, 1.7 triệu cho mã này cô chú, mã số 5 giùm em ha, một cây siêu bông Bình Lợi luôn ạ. Mã số 6 cả nhà. Mã số 6 là cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Dạ rồi. Khá đẹp cô chú. Hoành của nó là 19 nha. Dạ. Tổng củ đế của nó là 46. Đây. À. Cái tàn nó đẹp quá ta. Nè, cái tàn nó dạng nha, nó hay lùa về sau á cô chú anh chị nhìn thấy có duyên nha. Cái cây đế nó một cục luôn ha. Dạ, cũ quá trời. Cái chiều cao của nó cho cả nhà nắm này. Chiều cao nó là 40 nha. Ừ. Cái chiều bay của nó là 56. Rồi. Báo giá. Cái này luôn. Mình giao luôn cả nhà là giá 1.3 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ. Luôn chậu chị Trâm ha. Luôn chậu, mình đi đặt ra biệt đây là đi luôn chậu nha cả nhà. Dạ rồi, cái hàng này cô chú mình chỉ cần chăm mà mình chơi Tết thôi cả nhà. Tầm khoảng chừng 2-3 tháng nữa là có nụ kim hả cô chú? Có luôn rồi em, cây này có nụ kim rồi. Có nụ kim không chị đó? Có nụ kim rồi, đây nè. Nhưng mình cho chỉ cho cô chú anh chị nhìn thấy đi. Đây cô chú ha, đó, những cái nụ nhỏ nhỏ li ti gì hết cô chú. Nói chung là những cái mặt hàng này là sẽ đúng Tết cho mình nha cô chú. Mình cứ yên tâm nè, không có sợ sớm gì hết nha cả nhà. Số 7 luôn nha. Trời ơi, cây này nó bay tới Phú Quốc luôn rồi chị Trâm ơi. Bay quá tí bay luôn. Bay tới Hà Nội luôn. Hà Nội luôn cô chú mình. Trời ơi nè, cái cây nè. Đẹp hết cô chú, dáng rất là có duyên luôn nha. Rồi em nhờ chị Trâm nó thông số. Củ của nó là 17 nha. Dạ. Dạ, tổng cái củ của nó là đế nở nha cả nhà, 27. Dạ rồi. Chiều cao của nó là 46. Có bay này quá nhiều bay luôn rồi cả nhà, nhà bay tới Phú Quốc, Hà Nội gì đo sao xíu. Nhìn thấy cưng ha. Giờ đo phân nửa chiều bay của nó ha. Dạ. 67. 67 nha. Rồi. Đáng lẽ là đo sẽ bắt từ bên đây đo qua là cả mét luôn cả cả nhà mét mình. Luôn cả nhà thôi, mình lấy từ cái đỉnh điểm đỉnh của nè, nó cái thôi. Đỉnh của nó thôi. Dạ. Rồi, báo giá mình cái này. Cái này mình giao lưu giá 1.3 triệu bao ship nha cả nhà. Cái này có đi chậu không chị? À, cây này mình đi chậu luôn. Dạ rồi, cô chú mình yên tâm ha. Cây là đảm bảo cho mình nha cả nhà ơi. 1.3 triệu cho mã này luôn ạ. Tiếp theo là mã số 8 ở nhà mình ơi. Đây. Chị Trâm báo giống em nha. À, cây này là hoa hồng Thanh Tú nha cả nhà. Rồi, hoa hồng Thanh Tú luôn cả nhà ơi, hàng hiếm nè. Hiếm, nói chung như một cái con đế nó dài bò như một con gắn nha. Ừ. Cái này thú nằm hả cô chú anh chị, mình tưởng tượng ha, cái đường co lắc ở chỗ này rất là khéo nha cả nhà. Này ghép chắc lâu hả chị Trâm lâu ơi? Lâu em, cây này già mùn hơn. Cái cốt nè, cái này chắc là 3 năm á. Có hơn nữa. Cái cốt nó hơn ngón tay mình nè. Dạ rồi, mình đã thông số nha chị. Hoa hồng Thanh Tú luôn cô chú. Hoành của nó là 22 nha. Dạ. Tổng bộ đế dài của nó 65. Cây này có duyên cô chú ơi, cái đường lắc thân nó cưng quá nè. Chiều cao của nó là 64. Dạ. Tán ngang của nó cũng 64 luôn nha cả nhà. Xoay giùm em đi chị ta. Cây này dễ thương lắm nha cả nhà. Đúng rồi, nhìn cây này có đẹp. Duyên lắm.
Cái cây này là cô chú mình biết không? Vô cái chậu nó hơi bự hơn cái cây. Cây này mình xin giới thiệu với cả nhà lại là nếu mà mình cả nhà có chốt thì mình sang chậu nha cả nhà. Dạ. Mình sẽ sang qua cái chậu đẹp cho cả nhà gọn hơn. Cái chậu này hơi to rồi. Chậu này hơi to ha. Nè, cái đế này nó quá trời luôn nè. Nên là cái chậu nó cũng lưu ý anh chị em nào có chốt cây này thì sau này mình ship cái chậu khác. Đó cô chú mình ha. Rồi cây này là hoa hồng thanh tú, báo giá luôn cho. Cây này giao lưu giá 2 triệu nha. Dạ, 2 triệu bao ship cho mã này nha cô chú. Ship luôn, thay chậu đẹp luôn. Dạ rồi. Cái này cô chú mình đang sắp có hoa luôn. Sắp có hoa. Cái búp ha, cái búp nó là những cái búp mà cô chú. Đây ha, chuẩn bị cho mình có mặt hoa mình test ha. Đọt non màu đỏ đẹp nha cô chú, hoa giống như hoa hồng luôn nha. Rồi, mình chưa biết mặt hoa, alo chị Trâm ha. Chín nha cả nhà. Trời ơi, cây này giống gì chứ đâu. Siêu bông bình lợi nha. Cái nó già cây dữ lắm luôn, nhìn không có cây biết. Cây này giờ nó già hơn mình rồi Ngân ơi. Đúng rồi đó, nhìn không có biết nè. Cái này đời đầu chú luôn. Dạ. Nói chung ở đây giao lưu những cây bình lợi này toàn đời đầu hết nha cả nhà. Dạ. Đây cả nhà ơi, cốt cành ha. Ok lắm nha cả nhà. Để mình đo thông số cho cả nhà nắm nha. Quành của nó là 22. Dạ rồi. Củ của nó là 51. Dạ. Chiều cao của nó là 42. Dạ. Bay của nó là, bay nó 75, bay này đo được, bay kia dài quá không đo được. cái này cô chú em quay buổi chiều ha, lặng xíu là em đăng lên cho cô chú mình liền luôn, còn nóng hổi luôn nha cả nhà ơi. Là những cái clip của em quay toàn là đăng cách 1 tiếng 2 tiếng thôi mấy cô chú, không có đăng quay trước nha. Em quay tại chỗ xong xíu em đăng liền nha cả nhà. Nên cây là khá là ok, là y chang vậy luôn cô chú. Mình nhận cây là mình cứ yên tâm đi ha. Cây là bao chất lượng nha cô chú. Rồi mình báo giá em luôn ha. Cây này giao lưu giá 1 triệu rưỡi nha cả nhà. Dạ. Cây siêu bông bình lợi đời đầu nha cả nhà. Dạ mùa cô chú ơi, cái này về mình chơi bông thôi cô chú. Có nụ kim hết cả nhà. Đây đây. Rồi. Nó cả nhà yên tâm đi. Dạ. Rồi hết cô chú anh chị em xuống cây luôn ạ. À, số 10 luôn cả nhà. Đây, một bạn siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn, cái đế lạ lắm nha cả nhà. Đây. Đó. Xuất sắc luôn cô chú mình ơi. Nói chung đế nó muốn lên xù luôn nha. Dạ. Đây nó già hơn tụi em dữ lắm rồi. Rồi mình không số. Chiều cao của nó là quên. Xí lộn. Cái hoành trước nha. Cái hoành trước. Nằm ngoài cái bài này mà không thuộc dở thiệt chứ. Hoành của nó 17. Dạ. Bối rối quá. Bối rối quá. Cả nhà thông cảm. Cũng mới lên clip thôi. À, tổng bộ đế nó 52. Dạ. Cả nhà nào có xem thì bỏ qua cho mình chứ mình cũng chưa có gành trên đây mấy. Chiều cao là 42. Dạ. Tán chiều dài của nó là 75. Đường nào cũng đo mà nói nào trước cũng được. Nói chung là anh chị em xem thương thì thông cảm bỏ qua hết chứ nhà vườn cũng chưa có gành trên mạng nha. Dạ rồi. Thỉnh thoảng lên nên cũng còn hơi ngại. Đây cô chú anh chị, đế đẹp nha. Rồi báo giá anh em luôn cái nha. Cái này mình giao lưu giá 1 triệu 3 nha cả nhà. Dạ. Bao ship luôn ha. Bao ship luôn, đi cái chậu luôn. Chậu xịn nha cô chú, chậu này chậu đá nè. Mà chậu khá là duyên luôn ha. Rồi, 1 triệu 3 cho mã này cô chú ơi. Số 11 luôn cả nhà ơi. Rồi báo giống nha chị Trâm. À cây này là cây như ý nha cả nhà. Đế thú luôn nè, hai chân cô chú. Thú hồi đầu ha, có chân bên đây luôn nha. Xuất sắc này luôn. Là bộ đế nó là cả nhà nhìn là ưng liền luôn. Đúng rồi. Đế thú hồi đầu nha cả nhà. Đó. Bên đây nó cũng đẹp nữa ha. Nói chung mặt nào nó cũng đẹp nữa. Dạ nhưng mà mặt tiền là bên đây ha cô chú. Bên kia nó hơi lép hơn xíu nha nhưng mà nó vẫn đẹp. Để mình đo thông số cho cả nhà nắm nha. Hoành của nó là 21. Dạ. Cái củ của nó là 56. Dạ. Chiều cao của nó là 65. Tán ngang 57. Dạ rồi. Một cây như ý nha cả nhà. Trời, dễ như ý. Khá đẹp cả nhà, nó bên này cũng đẹp là về. Cây này về cả nhà sưu tầm về lấy bo rồi chơi luôn, rồi dưỡng chơi luôn là ok luôn. Nói những chung cái mặt hàng này là mình chơi Tết được hả chị Trâm? Được em. Dạ. Rồi. Cái này mình bấm đọt nữa là có mặt hoa hết. Dạ. Rồi mình báo giá em luôn. Cây này mình giao lưu giá 1.8 triệu nha cả nhà, bao ship. Dạ, 1.8 triệu nha cả nhà ơi, một cây giảo như ý đế thú ha. Khá đẹp luôn cô chú mình nhìn ha, hai cái chi nó đây ha, đây đây rồi chân trước, hai chân trước nè, chân sau ha, tưởng tượng là có cái đuôi luôn cả nhà. Cây khá là duyên luôn. Rồi 1.8 triệu cho mã này ạ. Dạ rồi mã số 12 nha cả nhà.
Đây một siêu phẩm của vườn chị Trâm luôn ha cô chú. Đây siêu bông bình lợi, mình giới thiệu đi chị Trâm. À, cây này là cây siêu bông bình lợi đời đầu nha cả nhà, F1 luôn, cốt nói chung cốt nó là dữ lắm rồi. Cây này theo mà nhìn xa xa cũng không thua gì mấy cây mà mấy anh đi thi ạ. Dạ nói chung đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Đó cô chú mình thì ha, mình cũng có nói với cả nhà tham khảo trước là cây có lởm xíu nha. Dạ đây cô chú ha, có bị lởm chỗ này nói chung nha. Lởm thôi chứ không có vấn đề gì hết. Dạ cái này là bên vườn đã xử lý rồi nha cả nhà, cây rất là khỏe mạnh luôn ha. Rồi cây này là siêu bông bình lợi. Cái này cô chú mình ơi, Tết ha là hoa nở là full cây luôn nha cả nhà, từ trên xuống dưới luôn ha. Nó bắt đầu cho những cái nụ kim nha cả nhà, cây rất là sung khỏe luôn nha. Cái tàn này cô chú, trời ơi, từ trên xuống dưới ha, lợp đặt kẹo luôn. Chúng nó già mùa rồi, có đơm rồi nên giờ có nụ kim luôn nha cả nhà. Dạ nè, nụ kim quá trời luôn nè, nó xuất sắc luôn. Cây này mà cả nhà Tết siêu tầm gì là quá trời bông luôn. Dạ, giờ là về mình chỉ chăm thôi chị Trâm ha. À đúng rồi em. Chăm tới nước. Thì nói chung mà ở đây đã tạo dáng sẵn, cơ bản sẵn hết rồi. Dạ. Rồi giờ chỉ chăm là Tết là chơi là ok. Dạ rồi, mình báo thông số cho chị Trâm. Cây này có đo sẵn nè, hoành 34. Dạ, hoành 34. Cao 83. Cao 83. Tổng bộ đế 115. Dạ, mét 15 một chút. 15. Là tổng đế ha. Dạ. À. Cái chiều bay nó nặng nhiều, cái chiều nghe. Chiều bay nó giờ để đo một mét, hai mét này thôi nha. Rồi, hai mét mình gom lại. Hai mét đo không xiết luôn nè. Rồi, vậy đi. Đúng rồi, vậy đi ha. Hai mét nó là 94. 94 cả nhà. Ồ, cái cây này đẹp lắm cô chú ơi. Cây này cho cả nhà chiêm ngưỡng, nói chung là cây này mình giới thiệu cả nhà là rất là đẹp nha cả nhà. Dạ, thành phẩm rồi nha cả nhà. Thôi để cô chú mình chơi thôi ha. Về chăm em nó thôi cô chú ơi, nó bắt đầu nó tạo nụ kim rồi cô chú, cây rất là sung khỏe cho mình ha. Cái này mình báo giá luôn em chị Trâm. Cây này mình giao luôn cả nhà là giá 4 triệu nha cả nhà. Dạ, ship bao đi ship luôn chậu. Luôn chậu. Ồ, cái này ship bế xế luôn nha. Nói chung là tiền chậu cũng khá nhiều nha cả nhà. Dạ, chậu là chậu đẹp luôn chứ không phải là chậu thường nha. Dạ, rồi cô chú. Trời, cái cây quá đã luôn cô chú ơi. Cái dáng nó rất là duyên nha cả nhà. Nói chung mà anh chị nào mà thích siêu tầm thì những cây này chứ nên anh chị để ý lại xem, cây này là quá ok luôn á. Dạ. Rồi ha, cây này 4 triệu bao ship nha nhà mình ơi. Cô chú mình có nhu cầu mua thì mình alo chị Trâm giúp em ha. Cây khá đẹp luôn nhà mình. Rồi, mình chào khán giả luôn chị Trâm nha. Tới đây thì clip mình đã kết thúc nha. Mình chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ, mong cả nhà xem clip và ủng hộ và những clip kế tiếp ạ. Dạ rồi. Dạ em chào tạm biệt cả nhà mình ha. Chút xíu nữa cả nhà mình sẽ có clip xem liền nha. Cảm ơn cô chú mình đã theo dõi clip ạ.